Các bác thân mến, tiếp tục ở video clip lần này em sẽ tháo và quay toàn bộ nội thất của những cặp loa Anh và những cặp loa Đức mới cập bến tại cửa hàng của chúng em để các bác cùng tham khảo nghiên cứu về nội thất của nó ở phía bên trong. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị góc phía bên tay trái màn hình. Trước hết thì các bác nhìn thấy đây chính là cặp loa đến từ Anh Quốc, đó là cặp loa Dipton 44. Về cách thiết kế cấu trúc driver thì các bác nhìn thấy nó sử dụng 3 đường tiếng. Các bác nhìn thấy nó sử dụng một cái loa bass có đường kính là 30 cm. Đối với dòng này thì các bác nhìn thấy rất là rõ. Đây là màng loa này, màng của nó thì các bác thấy nó được bố trí màng bóng này và nó sử dụng gân cao su. Đây là dòng model đem đến cái giải trầm rất là tuyệt vời, tiếng bass rất là mềm. Các bác thấy ở phía bên trong nhện loa này, đấy. Cổ côn khô giòn nhá. Một chiếc thì các bác nhìn thấy em cũng đã úp xuống để các bác thấy được rõ về cái củ loa của nó ở phía bên sau. Ở phía trên thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một cái loa chung có đường kính là 15 cm. Đối với dòng này thì các bác cũng thấy rất là rõ, nó cũng sử dụng gân cao su. Trung âm của dòng này thì nghe rất là rõ ràng chi tiết rồi. Và một loa chép đô, các bác thấy đây, củ loa chép của nó rất là nặng. Và đây thì các bác nhìn thấy, đây là phân tần của nó ở phía bên trong. Hệ thống bông tiêu âm thì các bác nhìn thấy nó được đầu tư rất là chỉnh chu và kỹ lưỡng này, rất là nhiều các bác nhá. Đây em cũng đã vén sẵn đây này. Của nó là như thế này, đấy. Các bác nhìn thấy nguyên cái củ loa bass của nó lan ở phía sau này. Còn đây là hệ thống phân tần của nó phía bên trong. Các bác nhìn thấy đây, phân tần của dòng Dipton 44 này. Có rất nhiều những cái cuộn cả này, như con tụ, những con trở. Cái mảng phên phân tần của nó thì các bác nhìn thấy nó được bố trí rất là lớn. Hai bên thì các bác thấy nó đồng đều giống nhau. Đây là củ loa chung của nó đây. Đấy. Ở phía bên trong thì các bác nhìn thấy đây là nhện của phần loa chung này. Củ của nó thì các bác nhìn thấy nó rất là dày và rất là nặng nhá. Nhìn củ từ này này. Mà cặp loa này thì nó có cái chiều cao là 76 này, ngang là 36 và sâu là 25. Mỗi một chiếc loa này có trọng lượng vào khoảng gần 21 kg trên một chiếc. Cặp loa Dipton 44 với tình trạng tuyệt vời như thế này thì có mức giá là 21 triệu đồng. Tiếp theo ở phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là cặp loa Dipton 66 đàn anh của dòng Dipton 44. Đây là về phần loa bass. Các bác thấy về cách thiết kế loa bass thì nó cũng đều sử dụng bass 30 thôi, giống với dòng Dipton 44. Tuy nhiên thì đối với dòng này thì nó lại sử dụng đến hai loa bass, một loa bass điện và một loa bass hơi. Các bác thấy đây là củ loa của nó đây. Còn đây là về màng loa cũng như là về phần gân loa. Các bác lưu ý nhé, đây là những cặp loa còn gân zin đấy, khung xương có mã số đầy đủ đây. Ở phía bên trong thì các bác nhìn thấy đây là nhện loa. Nói đến dòng Dipton 44 hay là Dipton 66 thì các bác đều đã biết rồi. Đây là những mẫu model rất là thành danh, được những người chơi audio rất là yêu thích vì chất âm của nó đem đến rất là tuyệt vời. Ở phía dưới thì các bác nhìn thấy đây là về phần bass hơi này. Đấy, nó sử dụng một cái loa bass hơi, đem đến tiếng bass rất là tuyệt vời. Ở phía trên thì nó sử dụng một cái loa trung đô có đường kính khá là lớn. Và các bác thấy loa trung đô của nó rất là nặng các bác nhá. Đấy, đây là đằng sau tem dán của củ loa chung này. Ở phía trên các bác nhìn thấy đây là về phần loa chép. Chép của dòng này thì rất là tơi và sáng, nghe rất là mịn. Và đây là hệ thống phân tần. Các bác nhìn thấy nó được bố trí rất nhiều những con cả rất là lớn. Những con tụ này, màu đen, rồi là những cái con tụ màu nâu này. Đấy, các bác nhìn thấy phía bên này này. Đấy, đem quay bên này các bác nhìn thấy rõ hơn này. Đây là phân tần của nó thì các bác nhìn thấy rất là gấu nhá. Đấy, nó được bố trí một cái mảng rất là lớn để gắn những cái cuộn cả này, những con tụ, những con trở phía bên trên. Đấy, các bác nhìn thấy đây, cuộn cả này, 4 cái cuộn cả này. Đấy. Và đây là hệ thống dây dẫn đưa lên loa bass, loa chung cũng như là loa chép. Các bác nhìn thấy Ellison 66 Studio Monitor. Các bác nhìn thấy hai chiếc thì nó đều như nhau thôi, rất là giống nhau về phân tần đây. Đấy. Và những dòng loa Dipton này thì các bác có thể lấy những dòng âm ly của Zevox này, rồi là Tamber này, hay là những cái dòng Headkit, rồi là những dòng Acouphase, các bác đánh rất là hay. Và đặc biệt đối với cặp loa Dipton 66 này, về trong thời điểm hiện tại thì có mức giá rất là êm. Cặp loa này thì bên cửa hàng của chúng em để cho các bác với mức giá là 35 triệu đồng, một mức giá rất là tuyệt vời. Các bác thấy thì vào thời điểm hiện tại thì có mức giá rất là tốt.
Và tiếp theo ở phía bên trên này thì các bác nhìn thấy đây là một cặp loa đến từ Đức, một cặp loa đến từ thương hiệu Canton. Các bác thấy đây là dòng Canton CT2000. Đây là mẫu model rất là nổi tiếng. Các bác thấy từ những cái dòng CT800 hay là CT1000 thì được rất nhiều người yêu thích rồi. Tuy nhiên thì đây là dòng CT2000 đàn anh của những mẫu model em vừa nêu trên. Về cách thiết kế cấu trúc driver thì nó cũng sử dụng một cái loa bát có đường kính là 30cm. Đối với dòng này thì các bác nhìn thấy nó cũng sử dụng màng bóng này và nó sử dụng gân cao su. Các bác nhìn thấy đây, trên gông loa bát thì các bác nhìn thấy có chữ Canton. Đấy, rồi là một cái loa chung có đường kính là 13cm. Đấy, Canton, rồi là một loa chép đôm, đấy, nón bạc và gân lụa. Đấy, các bác nhìn thấy rất là rõ đây. Đối với sản phẩm audio đến từ châu Âu thì các bác nghe thấy nó có một cái gì đó nó rất là ấn tượng, chất âm đem đến rất là tuyệt vời. Còn nói về phân tần thì các bác nhìn thấy đây, đây là phân tần của dòng CT2000 này. Các bác nhìn thấy rất là gấu nhá. Những con tụ, những con trở, những cái cuộn cản này, các bác nhìn thấy cái con tụ của nó rất là lớn đây. Đấy, to gần như lon bia luôn. Những cuộn cản này, những con tụ, những con trở, các bác thấy đây. Trên phần tần các bác thấy nó có ký hiệu rất là cụ thể. Các bác nhìn thấy đây, CT2000. Đấy. Và phía bên trong thì các bác nhìn thấy đây là hệ thống bông tiêu âm rất là nhiều. Dòng này thì các bác sờ vào nó sẽ bị ngứa đấy. Đây là ống dẫn đưa lên trên này. Đấy, các bác nhìn thấy đây, dây dẫn đưa lên trên phần loa chung cũng như là về phần loa chép. Và cặp loa này thì nó có một cái thông số rất là ấn tượng. Đối với dòng này thì nó có trở kháng từ 4 đến 8 ohm và có công suất max lên tới là 300 W trên một loa. Và mỗi một chiếc loa này có trọng lượng lên tới vào khoảng 34 kg trên một chiếc. Và đặc biệt cái giải tần số cắt của nó càng tuyệt vời hơn là nó có giải tần số cắt từ 18 Hz cho tới là 30.000 Hz. Đương nhiên đây là dòng model đem đến giải trầm rất là mềm và sâu rồi. Vì các bác lưu ý nhé, nó cắt xuống tới tận 18 Hz. Rất ít có những dòng loa nào đáp ứng được cái tần số cắt xuống 18 Hz như dòng model này. Nếu như mà bác nào yêu thích những dòng loa đem đến tiếng bass mềm sâu thì các bác có thể lựa chọn dòng model này rất là phù hợp. Chất âm thì chắc chắn thì các bác nghe các bác sẽ phải phê tít rồi. Và cặp loa này thì bên cửa hàng của chúng em để cho các bác với mức giá là 31 triệu đồng. Các bác có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng âm ly khác nhau. Những dòng âm ly của Denon, những dòng đời cao như dòng mặt màu vàng chanh hay là mặt màu xám bạc này, rồi là những dòng âm ly của Luckman hay là những dòng âm ly đèn này, Acufei, các bác đánh rất là tuyệt vời. Và như vậy thì các bác thấy thì ở video clip lần này thì chủ yếu em tháo và quay toàn bộ nội thất của những cặp loa Anh và những cặp loa Đức mới cập bến tại cửa hàng của chúng em để các bác có thể tham khảo nghiên cứu về nội thất của nó ở phía bên trong. Và cuối cùng thì em xin nhắc lại, nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị góc phía bên tay trái màn hình. Và sau đây thì cũng cho em xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.